Xin chào tất cả anh em. Giới thiệu đến anh em một chiếc đài radio cassette rất là đẹp đến từ thương hiệu của Gundit. Đây là thương hiệu của Đức. Như anh em có thể thấy thì chiếc đài này nó có tên model RR3000. Một trong những model rất là đẹp và hiếm. Ở đây anh em có thể thấy nó sử dụng một hệ thống 4 loa, gồm có hai loa bass và một loa mixed nằm ở bên này. Đó. Rất là đẹp. Con này hàng về thì còn rất là mới. Phía trên này thì nó có phần ốp nhôm, quai sách và toàn bộ nó có một cái màu cà phê rất là đẹp. Ở đây tất cả những cái lốm nút của nó về còn sáng bóng nha anh em. Phía trên này nó là phần volume, ba lăng, bass set. Ở đây nó có một cái nút nguồn của radio. Đó. Và dưới này là cái hệ thống phím bấm của thằng cassette. Đây là cái nút mở băng ra. Đó. Ở đây thì có một số cái nút về cái băng giống như là Lomo CRO2. Đó. Ở đây có một cái nút đèn, chúng ta có thể tắt đèn hoặc là khi chúng ta sử dụng pin thì chúng ta nhấn xuống để chúng ta kiểm tra cái năng lượng. Ở đây thì có cái phần của Molo Site Super Site. Đó. Ở đây khi mà anh em cắm nguồn điện 220 vào, anh em chỉ cần nhấn cái nút này thôi này. Đây là cái nút nguồn cũng như giống như là chúng ta mở cái thằng radio. Radio ở đây thì nó có phần AM này, FM nằm ở đây. Đó, thì anh em cứ xoay cái này để chúng ta bắt thôi. Đó. Khi mà anh em không sử dụng radio thì anh em có thể tắt nó đi và chúng ta chuyển sang thằng cassette. Cassette ở đây thì có một cuốn băng khử từ em cho vào để chúng ta khử từ cho nó. Đó. Cho nó chạy một tí. Sau đấy anh em nhấn star. Tôi ra đi giữa phố không đèn, tôi ra đi trốn mắt người quen, tôi ra đi giữa